Chương trình đang được live stream trên YouTube và fanpage của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam, fanpage VOVTV News 247. Thưa quý vị, sáng nay ngày 27 tháng 6, nhân ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm hỏi, gặp gỡ và động viên người dân làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Phát biểu tại cuộc gặp mặt ngay tại đình cổ, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng, thành trì quan trọng nhất của mỗi người. Gia đình cũng luôn gắn liền với cộng đồng, khu phố, làng xã, là nền tảng vững chắc phát huy sức mạnh, sự trường tồn của dân tộc. Ngày Gia đình Việt Nam hàng năm là dịp rất có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị của gia đình, để con cháu hướng về cội nguồn, về những người thân yêu, vun đắp những tình cảm tốt đẹp, những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của quê hương, đất nước. Bày tỏ vui mừng về thăm Đường Lâm để chia vui với bà con nhân ngày Gia đình Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đã gửi lời hỏi thăm ân cần và lời chúc mừng nồng nhiệt tới toàn thể nhân dân địa phương, mong Đường Lâm tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng để ngày càng phát triển bền vững, thịnh vượng. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thế hệ ngày nay luôn ghi nhớ công lao đóng góp của các vị tiền bối tại mảnh đất hào kiệt này, đồng thời khẳng định lịch sử phát triển của Đường Lâm còn được cả thế giới biết đến như một địa danh lịch sử, cần được duy trì, bảo tồn những truyền thống di sản của làng xã. Hướng tới kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng của Sơn Tây trong năm 2024, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng thị xã Sơn Tây nói chung và Đường Lâm nói riêng sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công to lớn hơn, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển và thịnh vượng, có thêm nhiều nhân tài đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Trước đó, Chủ tịch nước cũng tới thăm hỏi và tặng quà hai gia đình tiêu biểu của xã Đường Lâm là gia đình cựu chiến binh Kiều Văn Quốc 95 tuổi và gia đình ông Giang Vĩnh Phúc 82 tuổi, cũng như tới dâng hương tại đền thờ bố cái đại vương Phùng Hưng và vua Ngô Quyền. Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7, hôm nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về hai dự án luật gồm luật phòng không nhân dân, luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua các luật, luật đường bộ, luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Trong phiên thảo luận về dự án luật phòng không nhân dân sáng nay, các đại biểu Quốc hội đồng tình với việc ban hành luật nhằm bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, nhất là trong bối cảnh phát triển của khoa học công nghệ hiện nay, đã xuất hiện các phương tiện chiến tranh mới đường không như UAV. Tuy nhiên, dự thảo luật cũng cần quy định phân cấp, cấp phép bay đối với máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Hiện nay, phương tiện bay không người lái đang được sử dụng phổ biến rộng rãi trong các mặt đời sống xã hội như sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, truyền thông, điện ảnh, du lịch. Tuy nhiên, dự thảo luật chưa quy định về việc phân loại đăng ký. Theo khoảng 1 điều 29 dự thảo luật thì tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ phải được đăng ký, quản lý trước khi đưa vào khai thác sử dụng và không có quy định phân loại, nghĩa là tất cả các phương tiện này đều phải được đăng ký trước khi đưa vào khai thác sử dụng. Quy định này, theo tôi thì nó làm phát sinh thủ tục hành chính cho người dân. Do đó, tôi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm quy định phân loại hoặc miễn trừ đối với việc đăng ký tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Dự thảo luật quy định thẩm quyền cấp phép bay đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trường hợp cấp phép bay cho hoạt động bay trong khu vực cảng hàng không, sân bay và các khu vực khác có ảnh hưởng đến hoạt động bay của tàu bay dân dụng phải được sự thống nhất của Bộ Giao thông Vận tải. Theo các đại biểu Quốc hội, cần phân cấp thẩm quyền cấp phép bay. Nên xem xét phân cấp thẩm quyền cấp phép bay để thống nhất rằng cấp nào được cấp phép bay thì cấp ấy có thẩm quyền đình chỉ bay để công tác quản lý thuận lợi, chặt chẽ, đồng thời giảm bớt thủ tục cho tổ chức cá nhân. Vì một số hoạt động bay có thời gian ngắn 2 đến 3 giờ, nếu phải xin phép Bộ Quốc phòng thì thời gian chờ cấp phép bay có thể là 10 ngày theo quy định hiện hành. Điều này gây nên khó khăn khi thực hiện thủ tục xin phép hoạt động bay. Bộ Công an cấp phép bay cho các phương tiện bay siêu nhẹ, rồi các phương tiện bay không người lái của Bộ Công an. Bộ Quốc phòng thì cấp phép cho các cái phương tiện bay của Bộ Quốc phòng. Còn lại các phương tiện bay khác thì đều Bộ Công an cho đăng ký, nhưng quản lý là của Bộ Quốc phòng. Bởi vì chúng tôi có các phương tiện trang bị để bảo đảm và được chính phủ giao nhiệm vụ này. Kể cả các phương tiện bay quá cảnh theo phía Hồ Chí Minh hay là theo qua vùng trời Việt Nam đều do Bộ Quốc phòng quản lý hết. Từ trước đến giờ thì chúng tôi giao cho Cục Tác chiến cấp phép cái này. Nhưng mà cấp phép cái này thì những cái năm trước ấy thì phương tiện bay siêu nhẹ rồi các phương tiện bay không người lái nó ít. Bây giờ nhiều thì chúng tôi sẽ tính toán quy định cho cái cấp dưới cấp phép
đến cấp tỉnh, cấp quân khu, quân chủng hoặc là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chẳng hạn. Thế nhưng mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an thấy cần thiết phải đình chỉ chuyến bay đó thì Bộ trưởng có quyền. Đại tướng Phan Văn Giang cũng cho biết Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ bảo vệ quản lý bầu trời. Do đó, Bộ Quốc phòng phải được quản lý tổng thể về tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Chiều nay, thí sinh cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2024 làm bài thi môn toán. Đề thi được nhận định là bám sát chương trình nhưng vẫn đảm bảo tính phân hóa. Ghi nhận của phóng viên truyền hình VOV tại một số điểm thi tại Hà Nội. Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh cả nước làm bài thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 90 phút. Hết thời gian làm bài, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi, thoải mái. Đề thi toán năm nay được đánh giá là bám sát chương trình, 35 câu đầu. Từ câu 35 trở đi thể hiện sự phân hóa cao, một số câu hỏi lạ. Những câu hỏi để có thể lấy được từ 8 điểm trở lên thì có độ khó hơn rõ rệt. 35 câu đầu thì khá là dễ, vượt sức học sinh, còn từ câu 36 trở đi thì phân hóa rất là tốt ạ. Em nghĩ là phân hóa khá cao, tầm 35-36 câu đầu thì vẫn còn dễ, nhưng mà từ đó trở đi thì sẽ bắt đầu khó dần, kiểu nó không đẩy hẳn lên khó hẳn mà nó trải đều ấy ạ. Đây cũng không khó lắm ạ, theo em nghĩ thì em tầm khoảng 8 điểm, từ 8 điểm trở lên ạ. Trước đó vào sáng nay, thí sinh làm bài thi môn văn. Đề thi năm nay phần nội dung trình với tác phẩm Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm được đánh giá là quen thuộc, vừa sức, sát với chương trình học. Phần nghị luận xã hội tương đối mở, tạo điều kiện cho thí sinh trình bày quan điểm cá nhân về ý nghĩa của việc tôn trọng cá tính. Nhiều thí sinh tự tin đạt kết quả tốt. Ngày thi đầu tiên, nhìn chung diễn ra an toàn, nghiêm túc và hiệu quả. Ngày đi đầu tiên của điểm thi trường Trần Nhân Tông thì chúng tôi diễn ra một cách an toàn và hiệu quả. Mọi công việc được suôn sẻ bình thường ạ. Về nghi vấn lộ đề thi môn ngữ văn, do đề thi năm nay trùng với một số suy đoán trên mạng xã hội trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định thông tin này là sai sự thật. Số lượng tác phẩm văn học trong chương trình hiện hành và phạm vi ra đề là có giới hạn. Do đó, việc suy đoán đúng tên tác phẩm, tác giả được sử dụng trong đề thi là ngẫu nhiên và có thể xảy ra. Trong ngày hôm qua, cả nước có khoảng 11.000 thí sinh bỏ làm thủ tục dự thi, nhưng ngày thi đầu tiên hôm nay vẫn được tạo điều kiện để đăng ký bổ sung, đảm bảo quyền lợi. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là với việc hoàn thành bài thi toán vào chiều nay thì hơn 1 triệu thí sinh cả nước, trong đó thì thí sinh Hà Nội là thí sinh đông nhất với gần 110.000 thí sinh đã khép lại ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia. Đây là năm cuối cùng mà thi theo chương trình giáo dục phổ thông cũ năm 2006. Nhìn chung thì đề thi được đánh giá là tương đối vừa sức, bám sát với chương trình và vẫn đảm bảo được độ phân hóa. Vào ngày mai thì buổi sáng thí sinh sẽ thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Và buổi chiều, thí sinh sẽ thi môn cuối cùng là môn ngoại ngữ. Với việc hoàn thành bài thi môn toán chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh cả nước đã khép lại ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia, năm cuối cùng thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Theo nhận định, đề thi các môn tương đối vừa sức, bám sát chương trình nhưng vẫn đảm bảo tính phân hóa. Ngày mai buổi sáng, thí sinh sẽ tiếp tục làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Sau đó vào buổi chiều, thí sinh sẽ thi môn cuối cùng là ngoại ngữ. Trước đó, sáng nay ngày 27 tháng 6, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hà Nam. Kiểm tra trực tiếp phòng hội đồng, một số phòng thi và trao đổi với các thầy cô giáo đang làm nhiệm vụ tại điểm thi trường Trung học phổ thông B Duy Tiên, thị xã Duy Tiên và điểm trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông năm 2024 tại Hội đồng thi Hà Nam. Tỉnh Hà Nam đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các điểm thi, cán bộ, thí sinh thực hiện nghiêm túc các quy định trong quy chế thi. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng gặp gỡ, động viên và dặn dò thí sinh giữ gìn sức khỏe, tâm lý tự tin để làm tốt nhất bài thi, tuân thủ quy chế để tránh sự cố đáng tiếc. Lãnh đạo bộ cũng lưu ý các sở giáo dục trong toàn ngành có những cái tích cực cái hỗ trợ cho thí sinh về phần chuyên môn, cũng như thì trong quá trình chuẩn bị đề thì cũng có rất là lưu ý đến cái việc sao cho nó phù hợp với những cái nội dung đã được tinh giản để phù hợp với cái quá trình dạy và học và ứng phó với dịch bệnh. Tuy nhiên yếu tố cao nhất vẫn là làm sao để học sinh phát huy tốt nhất những cái năng lực
các cái kỹ năng kiến thức đã học được để thể hiện tốt nhất qua cái bài thi của mình. Ở đối với các cái tỉnh vùng sâu, vùng xa, những cái tỉnh mà hiện nay cũng đang có những cái tác động của thời tiết, thì các tỉnh cũng đã rất là chủ động trong việc hỗ trợ thí sinh di chuyển về các cái địa điểm thi sớm hơn. Và theo thông tin chúng tôi nắm bắt được cho đến đầu giờ sáng ngày hôm nay thì các tỉnh cũng đã có được cái lượng thí sinh về dự thi với tỷ lệ cao nhất. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam, tại kỳ thi năm nay, toàn tỉnh tổ chức 23 điểm thi đặt tại 23 trường trung học phổ thông công lập với 420 phòng thi chính thức, 67 phòng chờ và 46 phòng thi dự phòng. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 9.600 thí sinh. Liên quan đến những vướng mắc trong sử dụng xác thực bằng sinh trắc học, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn yêu cầu các đơn vị tổ chức truyền thông hướng dẫn thực hiện đến toàn bộ khách hàng, chuẩn bị sẵn phương án kênh hotline và bố trí cán bộ trực 24/7 để hướng dẫn hỗ trợ kịp thời khách hàng đăng ký sử dụng thông tin xác thực sinh trắc học. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an và các tổ chức khác có liên quan, chuẩn bị sẵn sàng phương án xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ xác thực bằng sinh trắc học từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Giá xăng trong nước ngày hôm nay được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh tăng lần thứ 3 liên tiếp. Tương tự các kỳ điều hành gần đây, hôm nay Liên Bộ Công Thương Tài chính không trích cũng không chi sử dụng từ quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5 tăng 510 đồng một lít, giá bán là 22.010 đồng một lít. Giá xăng RON 95 tăng 550 đồng, giá bán là 23.010 đồng một lít. Tương tự giá dầu diesel cũng được điều chỉnh, tăng 320 đồng một lít, giá bán ở mức 20.680 đồng một lít. Liên Bộ cho biết kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông. Tồn kho dầu tại Mỹ tăng lên, xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động tăng giảm, đan xen nhưng xu hướng tăng là chủ yếu. Từ cuối tháng 4 vừa qua, Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế được Chính phủ chọn thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tuy nhiên, sau 2 tháng thí điểm cho thấy vẫn còn nhiều bất cập, mà lý do chính là người dân chưa nắm rõ thông tin về những điều kiện cần thiết, ghi nhận của phóng viên truyền hình VOV tại một số điểm cấp lý lịch tư pháp về vấn đề này. Anh Trương Anh Kiệt hôm nay đến Sở Tư pháp Hà Nội kiến nghị về việc chưa nhận được hồ sơ sau khi đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNEID. Sau khi làm việc với cán bộ tiếp nhận, anh mới biết rằng ứng dụng VNEID của anh chưa cập nhật ở mức độ 2 nên đã gặp rắc rối khi thực hiện. Đến hôm nay thì em không hiểu vì sao là hồ sơ em đã được tiếp nhận rồi nhưng chưa hề có ngày hẹn cho em đến. Thì em khá là lo tại vì em thực sự cần cái đấy đến ngay khá là nhanh. Thì hôm nay em lên em hỏi người ta là hỏi với mình là tại sao là lại chưa có. Thì họ bảo là thì ra hồ sơ em đã nhận rồi nhưng mà phải đóng tiền luôn, đóng tiền trước luôn thì hồ sơ em tiếp nhận và làm và gửi về cho em. Thì đấy, nói chung là cũng khá là lòng hoàng nhưng mà được đến đây mọi người cũng tiếp nhận được tốt, là cũng giải quyết được vấn đề khá là nhanh gọn. Còn trường hợp này thì đã cập nhật ứng dụng VNEID ở mức độ 2, xong lại thay đổi số điện thoại nên cũng không thực hiện được việc cấp lý lịch tư pháp. Rồi mình cập nhật số điện thoại mới được 2 hôm nay. Vâng. Thực ra thì cũng không vướng ở chỗ nào cả thì cũng chưa thấy bên có mã OTT gửi về số điện thoại để mình có thể mình đăng nhập. Đó chỉ là hai trong số nhiều trường hợp người dân thiếu các điều kiện cần và đủ khi xin cấp lý lịch tư pháp online. Theo Sở Tư pháp Hà Nội, từ khi triển khai thí điểm cấp lý lịch tư pháp trên môi trường điện tử, số lượng giao dịch online chiếm 85% tổng số hồ sơ yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. 15% số công dân còn lại vẫn phải đến trực tiếp Sở Tư pháp để yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Trong số này là những công dân chưa cập nhật ứng dụng VNEID ở mức độ 2, chưa cập nhật số điện thoại chính chủ, chưa cập nhật nâng cấp phần mềm. Vì thế, để thuận lợi và hưởng chất lượng dịch vụ công tốt nhất, người dân cần thực hiện cập nhật ngay theo yêu cầu của cơ quan chức năng và của công an địa phương. Bên cạnh các phương thức là cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp, cấp phiếu lý lịch tư pháp toàn trình, cấp phiếu lý lịch tư pháp một phần qua cổng dịch vụ công, thì từ ngày 22 tháng 4 cho đến nay,
thì thành phố Hà Nội được cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNID, tức là công dân sử dụng VNID trên điện thoại của mình để thực hiện đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp. Công dân tại trên VNID thì công dân đã có các trường thông tin sẵn rồi, nên là công dân chỉ việc là tích vào một số trường thông tin để đề nghị thôi, thì rất là đơn giản và dễ thực hiện, và đồng thời lại không phải mất phí khi công dân sử dụng ứng dụng VNID để đề nghị thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp. Việc cấp lý lịch tư pháp online đã góp phần giảm tải công việc cho các trung tâm hành chính công. Theo Sở Tư pháp Hà Nội, từ khi thành phố triển khai thí điểm cấp lý lịch tư pháp trên môi trường điện tử đến nay, mỗi ngày thành phố phê duyệt cấp khoảng 300 lý lịch tư pháp, có ngày lên đến 500 hồ sơ. Đặc biệt, việc cấp lý lịch tư pháp online được miễn phí đến cuối năm nay để thu hút người dân thực hiện thủ tục hành chính này trên môi trường số hóa. Chuyển sang những tin tức khác. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực vùng núi Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000 m hoạt động mạnh, nên những ngày qua, nhiều khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm theo dông, gây nhiều thiệt hại về nhà và tài sản của nhân dân trên địa bàn các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái. Tính đến 11 giờ ngày 26 tháng 6, mưa lớn kèm theo dông đã làm sập đổ hư hỏng 37 ngôi nhà tại các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Mưa lớn khiến 27,5 ha lúa tại huyện Văn Yên và Trấn Yên bị ngập úng. Cùng với đó, tuyến tỉnh lộ 175, tuyến khe Hóp Đi, khe Lóng 2, khe Lóng 3 và xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên có nhiều điểm sạt lở nguy hiểm. Đường giao thông tại các xã Lương Thịnh, xã Hồng Ca, xã Kiên Thành, xã Trấn Yên bị sạt lở, ngập 13 điểm, gây ảnh hưởng giao thông đi lại. Khu vực ngã Ba Mị, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn bị ngập nước cục bộ làm tắc nghẽn giao thông khoảng 3 giờ. Hiện nước đã rút, giao thông đi lại bình thường. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 800 triệu đồng. Để ứng phó với mùa mưa năm 2024, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo về tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho người dân khi trời mưa để phòng tránh ngập nước và các sự cố xảy ra ở các cửa xả, cửa thu nước, miệng thu nước thiếu lưới an toàn. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật, Trung tâm Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Thủ Đức, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ tăng cường kiểm tra tình trạng các hầm ga bị mất nắp, bể và bít lỗ thu nước, đất trong máng thu nước và đất lề dọc bó vỉa hai bên đường thường xuyên tồn tại nhiều đất mặt đường bị oằn lún, dẫn đến nước mưa không về cửa thu nước mặt đường hoặc nhanh lắng đất tại máng và cửa thu gây đọng nước mặt đường, không đảm bảo an toàn giao thông, có biện pháp sửa chữa và nạo vét kịp thời, đồng thời tăng cường công tác cải tạo các cửa thu nước mặt đường, kết hợp cách thu nước đứng và nằm để làm tăng diện tích thu nước nhằm hạn chế tình trạng ngập nước, không làm cửa thu nước hàm ếch bó vỉa và bổ sung lưới an toàn vào cửa thu nước mặt đường và cửa xả còn thiếu để đảm bảo an toàn cho người dân và phù hợp mỹ quan đô thị. Việt Nam hiện đang đối mặt với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế mạnh mẽ. Do đó, chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam cần có sự đầu tư thích đáng về cả nguồn lực tài chính và nguồn lực công nghệ cho hoạt động chuyển dịch năng lượng thúc đẩy kinh tế xanh. Đây là khuyến nghị của các chuyên gia tại Diễn đàn Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam năm 2024 do Cục Phát triển Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Theo các đại biểu tham dự diễn đàn, hiện nay Việt Nam đang đối mặt với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh phát triển kinh tế mạnh mẽ và hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Theo dự báo của Bộ Công Thương, nhu cầu điện năng sẽ tăng trưởng khoảng từ 8 đến 10% một năm trong những năm tới. Cùng với đó, Việt Nam đang đối mặt với những vấn đề về nguồn năng lượng hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt đang dần cạn kiệt và gây hại cho môi trường. Điều này đặt ra thách thức lớn trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và bền vững, đồng thời làm gia tăng áp lực phải tìm kiếm các giải pháp năng lượng thay thế. Do đó, chuyển dịch năng lượng không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.
Cũng tại diễn đàn, nhiều chính sách pháp luật của nhà nước và xu hướng mới về chuyển dịch năng lượng toàn cầu, chương trình hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam trong giai đoạn tới cũng đã được các cơ quan quản lý thông tin tới các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các chuyên gia và tổ chức quốc tế khuyến nghị các cơ quan quản lý của Việt Nam và doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ, đặc biệt là giải pháp công nghệ cho phát triển năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng. Điều này có ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng thành công ở Việt Nam. Nhằm góp phần nâng cao việc xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sâm Việt Nam và sản phẩm từ nhân sâm Việt Nam đáp ứng được với quy định và thông lệ quốc tế, sáng nay tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Tiêu chuẩn chất lượng dược liệu sâm Panax SPP và sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ sâm. Theo các đại biểu, là loại đặc hữu, một dược liệu rất quý của đất nước, nên nhân sâm Việt Nam đã được chính phủ đưa vào danh mục sản phẩm quốc gia từ năm 2017. Đây là một thuận lợi lớn cho việc phát triển những sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho con người và những sản phẩm từ sâm Việt Nam có khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, các sản phẩm dược liệu này đang sản xuất ở quy mô bán công nghiệp, chưa đáp ứng được xuất khẩu, cũng như việc tiếp cận các đối tượng khách hàng còn hạn chế. Thì hiện nay thì sâm Việt Nam là có một dược liệu có tiềm năng rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Đấy. Thế tuy nhiên thì tiêu chuẩn của mình ấy, thì mặc dù đã tiệm cận được với lại cái tiêu chuẩn của thế giới rồi, thế nhưng mà cái công nghệ của mình, công nghệ sản xuất rồi chế biến nuôi trồng của mình vẫn còn chưa đạt được so với lại thế giới. Đấy, cho nên là chúng ta cũng chưa thể phát triển mạnh mẽ được sản xuất hàng hóa từ sâm Việt Nam. Cũng theo các đại biểu, việc xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sâm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ sâm đã được thực hiện và đã được đưa vào dược điển các nước, trong đó có dược điển Việt Nam. Nhưng nhu cầu của người tiêu dùng về chất lượng của sản phẩm ngày càng tăng, cùng với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, đòi hỏi việc xây dựng chất lượng sâm và các sản phẩm từ sâm cũng phải thay đổi để kiểm soát hàm lượng hoạt chất và ngày càng tăng độ chính xác. Muốn sâm Việt Nam có thể cạnh tranh được với các loại sâm khác trên thị trường, thì cần phải có những tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, hiện đại và tin cậy. Bây giờ Hàn Quốc quản lý các sản phẩm liên quan đến nhân sâm với các luật là luật công nghiệp nhân sâm, luật an toàn thực phẩm chức năng với các chứng nhận GMP, HACCP và chúng tôi đang quản lý một cách có hiệu quả với các tiêu chuẩn chất lượng cụ thể. Còn với Việt Nam, để tạo ra các sản phẩm mà người dân Việt Nam tin dùng thì việc quan trọng nhất vẫn là phải nghiên cứu các tính năng thành phần của nhân sâm Việt Nam. Và dựa trên các tính năng thành phần của nhân sâm Việt Nam đấy sẽ đưa ra các tiêu chuẩn phù hợp. Hiện tại Việt Nam mình ở trồng sâm Ngọc Linh thì ở quy mô gọi là bán công nghiệp thôi, có nghĩa là trồng ở trên rừng hoặc là trồng kiểu mà gắn với tự nhiên nhiều hơn là trồng ở quy mô công nghiệp. Thì đó là một cái trở ngại lớn, bởi vì làm như vậy thì có hai vấn đề xảy ra. Thứ nhất là sản lượng nó sẽ không được đảm bảo. Thứ hai nữa là chất lượng nó sẽ không được đồng đều. Và thứ hai là khả năng chống chịu được sâu bệnh của cái sâm nó sẽ không được gọi là tốt. Cho nên là để mà phát triển được ngành sâm thì phải cần các nhà khoa học để mà nghiên cứu được các cái giống sâm trong đất quy mô công nghiệp. Hiện nay, nhân sâm Việt Nam đã được nhân giống, trồng và phát triển thành công để phục vụ việc phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người Việt Nam. Đã có những đóng góp cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội một số địa phương, điển hình như Quảng Nam, Kon Tum và Lai Châu. Sau khi vào cuộc điều tra, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an A05 cho biết đã xác định được chủ tài khoản TikTok Mờ Quan đăng tải thông tin về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Tài khoản này đã đăng tải hai video chia sẻ hình ảnh mô tả cho nhận định ở tiêu đề có liên quan đến thông tin lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định được chủ tài khoản là một nam sinh lớp 12, sinh năm 2006, trú tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Cơ quan công an đã mời nam sinh này và phụ huynh lên làm việc. Nam sinh khai nhận tình cờ đọc được thông tin về đề thi trên kênh TikTok Điểm sáng văn học 2024, cũng đang chuẩn bị thi tốt nghiệp và có cảm quan về đề thi trùng với thông tin đăng tải, nên đã tạo dựng video chia sẻ lại nội dung liên quan đến đề thi và đăng lên tài khoản TikTok của mình để mọi người có thể tham khảo. Hiện nam sinh đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm và cam kết không tái phạm.
Một đường dây buôn bán mỹ phẩm giả số lượng lớn vừa bị đội 6 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội triệt phá. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1995, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng thu giữ 30 tấn dầu gội, dầu xả, ủ tóc, dầu dưỡng tóc mang các nhãn hiệu nổi tiếng, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc cùng nhiều vỏ hộp tem nhãn mác. Qua giám định, hơn 5.200 sản phẩm nhãn hiệu Olex là hàng giả trị giá hơn 570 triệu đồng, 998 thùng dầu gội, dầu xả, dưỡng tóc, ủ tóc các nhãn hiệu. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng nhập hàng từ Trung Quốc, sau đó cất giấu ở 5 địa điểm xa khu dân cư tại Hà Nội, Hưng Yên và chào bán trên mạng xã hội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi buôn bán hàng giả. Trong phần tiếp theo của chương trình, đảo chính bất thành tại Bolivia. FAO cảnh báo nguy cơ nạn đói đang bao trùm Gaza. Thưa quý vị, Bolivia vừa chứng kiến một vụ đảo chính bất thành của tướng Juan José Zuniga, người vừa bị cách chức Tổng tư lệnh quân đội nước này vào ngày 25 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Bolivia Luis Arce cam kết bảo vệ nền dân chủ, bổ nhiệm Tổng tư lệnh quân đội mới. Thế giới, đặc biệt là các quốc gia Mỹ Latin đã ngay lập tức bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ Bolivia trong thời điểm khó khăn. Hôm qua, Tổng thống Bolivia Luis Arce đã cáo buộc một bộ phận quân đội nước này do tướng Juan José Zuniga lãnh đạo âm mưu tiến hành đảo chính khi đưa quân tiến vào quảng trường Murillo, nơi có tòa nhà chính phủ và quốc hội. Theo truyền thông Bolivia và các nhân chứng, một xe bọc thép đã lao vào dinh Tổng thống cùng nhiều binh sĩ khi Tổng thống bổ nhiệm tư lệnh quân đội mới thay tướng Juan José Zuniga. Ngay lập tức, Tổng thống Bolivia đã có bài phát biểu trên truyền hình, kêu gọi người dân bảo vệ nền dân chủ, cũng như sự hỗ trợ quốc tế để chống lại vụ đảo chính. Hôm nay là một ngày không bình thường trong đời sống của một đất nước khao khát dân chủ. Hôm nay chúng ta đang chứng kiến một cuộc đảo chính toàn tính của một nhóm quân nhân đang làm hoen ố quân phục của họ và tấn công hiến pháp của đất nước. Chúng tôi lên án hành động của những quân nhân này. Chúng tôi sẽ duy trì nền dân chủ giành được bằng phiếu bầu của người dân Bolivia trong các cuộc bầu cử. Chúng tôi cần người dân Bolivia tổ chức và vận động chống lại cuộc đảo chính. Chúng tôi hoan nghênh các quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên án hành động này. Các quốc gia thân thiện đã lên tiếng ủng hộ nền dân chủ Bolivia. Vài giờ sau đó, đến tối qua theo giờ địa phương, các lực lượng vũ trang Bolivia đã rút khỏi dinh Tổng thống theo lệnh của tân Tổng tư lệnh được Tổng thống bổ nhiệm, tướng José Wilson Sanchez. Ông yêu cầu mọi binh sĩ trên đường phố và quảng trường trở về căn cứ và lực lượng cảnh sát đã được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó, tướng cầm đầu âm mưu đảo chính Juan José Zuniga cũng đã bị bắt giữ. Lãnh đạo nhiều nước đã lên tiếng chỉ trích âm mưu đảo chính tại Bolivia. Tổng thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải phục tùng chính quyền dân sự được bầu cử hợp pháp. Tổng thống Chile bày tỏ sự lo lắng đối với tình hình ở Bolivia, khẳng định sự ủng hộ đối với nền dân chủ ở đất nước anh em và chính quyền hợp pháp của Tổng thống Luis Arce. Lãnh đạo các nước Paraguay, Brazil, Mexico, Colombia, Peru, Cuba và Venezuela cũng cho rằng vụ đảo chính quân sự ở Bolivia không phù hợp với cam kết của nước này với khối thị trường chung Nam Mỹ Mercosur. Trong khi đó, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng lên án bất kỳ âm mưu nào nhằm phá vỡ trật tự hiến pháp ở Bolivia và lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ. Mỹ hiện cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Bolivia, đồng thời kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và kiềm chế. Kosovo và Serbia đã không đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ diễn ra vào ngày hôm qua 26 tháng 6 tại Bruxelles. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, Josep Borrell đã cho biết như vậy sau cuộc gặp với người đứng đầu chính quyền Kosovo Albin Kurti và Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tại vòng đàm phán thứ 11 do ông chủ trì. Nhà ngoại giao EU cho biết cuộc gặp ba bên theo kế hoạch đã không diễn ra do Kosovo từ chối tham gia. Ông Borrell lưu ý, mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ kể từ khi các cuộc đàm phán giữa hai bên được nối lại vào năm 2020, nhưng giai đoạn này gặp nhiều khó khăn với nhiều cuộc khủng hoảng và căng thẳng leo thang. Theo đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, Josep Borrell, EU không thể làm gì hơn ngoài việc hỗ trợ Kosovo và Serbia giải quyết tranh chấp và không thể thay thế họ trong các cuộc đàm phán. Các nước Ban Căng được yêu cầu giải quyết tranh chấp để tiến tới gia nhập EU.
Serbia đã từ chối công nhận tuyên bố độc lập năm 2008 của Kosovo. Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO hôm qua ngày 26 tháng 6 cảnh báo toàn bộ dải Gaza đang có nguy cơ xảy ra nạn đói cao khi tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng đang xảy ra tại đây. Theo báo cáo phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp, khoảng 459.000 người ở Gaza, chiếm khoảng 22%, đang trên bờ vực nạn đói, trong khi hầu như toàn bộ dân số, khoảng 96%, đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Đây là kết quả của cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas, cùng những hạn chế hiện tại đối với các đoàn xe cứu trợ nhân đạo vào Gaza. Nhà kinh tế trưởng của FAO cho biết, cơ quan này đã quan sát thấy nguy cơ cao về nạn đói trong 8 tháng qua. Mặc dù gần đây đã có một số cải thiện về dòng chảy và khả năng tiếp cận lương thực và nước ở miền Bắc Gaza, nhưng tình hình vẫn rất mong manh và dễ bị tổn thương nhanh chóng thành nạn đói. FAO đang tăng cường nỗ lực chuẩn bị các đầu vào sản xuất lương thực thiết yếu để vận chuyển đến Gaza bằng cách huy động các thỏa thuận mua sắm sau khi được cấp quyền tiếp cận. FAO đã kêu gọi khoảng 40 triệu đô la Mỹ, trong đó 29 triệu đô la sẽ được phân bổ cho Gaza và 11 triệu đô la cho bờ Tây. Chuyển sang các thông tin về thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn trên khu vực Trung Bộ, nên ngày 28 tháng 6 ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, nắng nóng xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Sau đây là chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.